Sáng ngày 20 tháng 10 tại Hà Nội, Bộ Chính trị Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bằng hình thức trực tiếp trực tuyến đến 14.934 điểm cầu trong toàn quốc với 1,2 triệu cán bộ đảng viên tham gia nghiên cứu học tập. Đồng chí Phạm Tiến Dũng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy chủ trì tại điểm cầu huyện Ngọc Lặc. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, quán triệt triển khai chuyên đề: Những nội dung trọng tâm cốt lõi, điểm mới trong dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội 14 của Đảng và dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Theo đó, dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội 14 của Đảng có nhiều nội dung mới, điểm nhấn khác biệt so với Đại hội 13, mang tầm chiến lược, lịch sử, có tính, cương lĩnh để thực hiện trong giai đoạn tới, tạo dấu mốc quan trọng đặc biệt cho Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với yêu cầu của thời đại, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Tiếp đó, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ quán triệt triển khai chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi, điểm mới trong dự thảo báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm, giai đoạn 2021-2030, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm, 2026-2030, và tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch năm 2025, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm, 2025-2027, và chủ trương đầu tư đường sát tốc độ cao trục Bắc Nam về chủ trương thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, quán triệt triển khai chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi, điểm mới trong dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 13, một số nội dung cơ bản về sửa đổi quy chế bầu cử trong Đảng, về tổng kết công tác nhân sự Đại hội 13 và xây dựng phương hướng công tác nhân sự Đại hội 14 của Đảng. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Việc tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết với quy mô bài bản trong toàn Đảng, khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của nghị quyết đối với sự phát triển chung của đất nước trong giai đoạn mới, cũng như yêu cầu cấp bách của việc thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, đạt hiệu quả cao, thực chất trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng sau hội nghị, với những tư duy nhận thức mới, đã thấu suốt với khí thế quyết tâm cao thống nhất về tư tưởng và hành động sẽ khơi thông mọi nguồn lực huy động cao nhất sức người sức của tiếp tục tạo dựng nền tảng mới cho sự phát triển đột phá của đất nước trong những năm tiếp theo